bị con heo rừng nó quậy ổ nha. Xin chào bà con, cô bác và anh chị em nha. Hôm nay thì Túc có đi ở chỗ mấy anh em làm nông nghiệp á mọi người, mua được một ít măng tươi cuối mùa nha. Nè, còn tươi gói luôn. Măng này thì ở miền Tây mình, Túc thấy ở Vĩnh Long thì ít thấy nha. Miền Tây thì Túc thấy có măng tàu, măng xanh xanh á, măng mạnh tông gì á nhiều. Quanh đây mình mới thấy được loài măng này. Nên là bây giờ Túc sẽ mang về Túc luộc. Luộc một phần mình luộc mình ăn nha, tại vì mua nhiều lắm, một thùng này nó tới 12 kg đó. Là tầm 3 sen, 3 sen là tầm 500 ngàn tiền Việt Nam nha. Bây giờ trước khi về chế biến món măng chua, măng luộc, măng ngâm gì đủ thứ thì Túc sẽ đi vô dọc cái bờ suối này. Bờ suối chỗ này để mà Túc đi tìm măng le, măng nhỏ nữa nha mọi người. Ngón tay cái biết có không. Túc thấy những cây trúc, cây tre nhỏ nhỏ mọc dài cái đường suối nè. Bây giờ mình sẽ đi tìm măng đó, mình về mình luộc rồi mình xào chung với cái này nữa, thử coi cái nào ngon nha. Trước khi đi thì có thực mới giật được đạo. Đây, mùa xuân thì nó có rất là nhiều trái cây mọc hoang mình có thể ăn được. Đây, mọi người thấy không? Đó, Túc khám phá được một chỗ này có dâu tầm. Túc cũng ăn nhiều cây dâu tầm rồi, nhưng mà Túc thấy cây dâu tầm này là nó ngon nhất nha mọi người. Chim rất là nhiều luôn. Cái này, quạt xuống. Quạt xuống mọi người xem nè. Đây, cây này Túc thấy là ngon nhất nè. Mọi người thấy cái trái không? Cái trái nó tím rịm luôn. Đây, bây giờ Túc sẽ hái mời mọi người nha. Có thực mới giật được đạo nha. Hôm nay Túc vlog vô mánh nè. Ui, có con bù xích. Đây, Túc sẽ mời mọi người. Nè, mời mọi người nha. Rụng hết mấy trái. Rụng hết rồi. Ngon quá. Đây, hai trái này nó đen thui lùi luôn. Mình thấy đã không? Đây là bổ sung chất đường, vitamin. Ngon quá. Đã chưa? Tím nghiệm tìm xem luôn. Túc sẽ hái một ít về. Túc sẽ làm mứt dâu nha mọi người. Mứt dâu tầm. Mứt dâu tầm ăn chung với lại măng luộc ăn với cơm nha. Mình chiên một ít trứng nữa. Trứng Túc sẽ hái thêm rau ngải cứu nha mọi người. Thôi ăn dâu xíu đã. Thấy chỗ này thèm quá. Ăn xíu nữa mình hái nha. Ngon quá. Này kêu mình đi săn bắt hái lượm. Đã chưa? Đây. Mới cắn ngay con bù xích. Đây. Ở như trong siêu thị Costco như mấy trái này bán mắc tiền lắm mọi người. Ngọt ngay không? Tay đổ quét luôn. Và bây giờ Túc sẽ leo lên cây này. Túc hái mang về làm mứt dâu nha mọi người. Rồi, bây giờ Túc sẽ hái đầy cái hộp khẩu trang này nha. Mình không có đem bọc cho nên có cái gì mình dùng cái đó. Ok, let's go. Nhiều lắm luôn. Túc sẽ hái trái đen đen thôi nha mọi người.
đây được bao nhiêu rồi nè. Dâu thì ăn cũng no rồi nha mọi người. Bây giờ Túc sẽ đi tìm măng trúc. Nhưng mà tới đây thì mình Túc thấy là cái chỗ này nè. Chỗ này bị con heo rừng nó quậy ổ nha. Người thấy những cái chỗ này nè, heo rừng nó nằm. Có thể là nó tới đây là nó ăn những cái quả dâu tầm nó rớt xuống nha mọi người. Chứ nó không có ăn măng. Túc thấy là măng bây giờ sao không thấy măng nè, nó heo rừng này. Nó bươi cả lỗ. Trên đây cũng có cây dâu tầm nữa. Cây dâu này không ngon mà cây dâu hồi nãy nha mọi người. Wow, ở trong đây thì có nguyên một rừng. Ô, Túc lên măng quá trời luôn rồi. Ô, có thể là Túc đi tới trễ nha mọi người. Ê, non chưa? Măng trúc gì nhỏ nhỏ nè. Bây giờ nó cao hết trơn rồi, cao bằng cái đầu của mình luôn rồi. Mà hái hết được nè. Hái hết được rồi. Phải đi sớm tí nữa ngon rồi nha. Biết mềm không? Nó cũng ngọt ngọt, vị ngọt ngọt, nhưng con vẫn còn mềm nha. Nhưng mà không được rồi, uổng quá. Để Túc tìm cho có còn cái trái nào sót không. À, chỗ này mọi người thấy heo rừng nè, nó đè mấy cây lại sập lép hết trơn. Bên đây cũng con cây nè. Ô, Túc tới trễ rồi mọi người ơi. Phải một tuần trước thì nó im quá mà bây giờ để tìm một hồi nữa coi có không. Nghe nói măng le này ăn cũng ngon lắm. Ô, nó cao hết trơn rồi. Phía bên này thì ở trong này thì nó sâu quá. Đây có một cây còn thấp nha. Cây này mọi người, cái vị nó không đắng không? Đắng. Nhưng mà nếu theo Túc nghĩ là luộc lên á thì nó sẽ đỡ đắng nha. Mọi người có biết cách nào chế biến không mọi người? Chỉ Túc với nha. Nhưng mà bây giờ nó cao quá, có thể Túc sẽ đi tìm chỗ khác nha mọi người. Đi sâu vô đây tí nữa coi. Trong đây thì trời, Túc nghe cái mùi gì hôi hôi á, không biết. Ô, cứ lỗ kìa. Này dấu chân của heo rừng không nha. Nhật Bản thì heo rừng thì người ta khuyến khích là bắt nha mọi người, tại vì nó phá hại mùa màng á. Này
dấu chân đầy luôn. Đây mà đặt cái bẫy là dính xiềng luôn. Tôi sẽ hái một cây măng ở đây. Trong đây hơi tối mọi người, không cảm. À, đây một cây măng. Ô, được hai cây. Tôi sẽ gơ móc móc lại nha mọi người. Biết không trong đó còn không nữa. Tìm coi. À, trong đây một cây này, nhưng mà nó là hai cây, nó dài dài. Đây một cây. Oh. Đây cây cũng dài dài. Ôi. Được một nắm rồi nè. Mà nó hơi cao quá. Chỗ này tôi phát hiện cái cây dâu tầm cổ thụ luôn. Nhưng mà ở dưới này nè mọi người, đa số dưới gốc là nó bị con heo rừng nó xới hết trơn nha. Dâu tầm cổ thụ ở miền Tây cổ Túc thì dâu tầm này hầu như là không có nha mọi người. Qua Nhật là Túc mới được ăn thôi. Trái tím riệm luôn. Rất đặc đất luôn nè. Ngày nay tối là mấy con heo rừng á nó sẽ vô đây nó ăn nha, nó tìm nó ăn nha. Đó. Nè những cái trái này nè. Mùa này là mấy heo rừng nó ăn ngán luôn. Đặc hết trơn. Bây giờ Túc sẽ tìm thêm một ít măng nữa. Sau hồi thời gian thì Túc cũng tìm được một ít nha. Một ít măng. Nhưng mà măng này thì nó còn nhỏ quá. Có thể là măng không phải nhỏ mà là nó ốm quá. Tại vì nó cao mọi người. Đi về đường thì Túc phát hiện cái cây này giống như cái cây lá mối, lá sâm ở Việt Nam nha mọi người. Đây cô dì chú bác có biết cây này cây gì không? Giống cây sâm ở Việt Nam Túc hay hái cái lá để dò. Cái giò mình làm sâm á mọi người. Ở đây mọc quá trời luôn. Đây. Để tôi quay cận cảnh gõ gõ cho mọi người xem nha. Mọi người nếu mà biết được cái lá này lá đúng là lá sâm hay là lá mối, mọi người inbox cho Túc dưới nha, để Túc sẽ đi thu hoạch. Còn ở đây thì theo Túc biết là cây này là cây lá gai. Lá gai để làm bánh gai á mọi người. Như đặc sản của ở đâu á. Ở Hải Dương hay sao Túc cũng không biết nữa. Quanh đây Túc cũng nghe nói là mọi người hay hái cái lá gai này nè để làm bánh gai á, mà Túc thì không biết làm. Đây thì Túc lại thích cái lá này nè, nhưng mà không dám ăn, sợ không biết ăn nó chết không. Ăn tự nhiên chào chào bọt mép chắc đi luôn. Ồ, ở đây đóng luôn nè. Này hơi gió mọi người thông cảm nha, hình như có hơi ồn á. Đây, đầy hết trơn. Lá gai thì nhiều nha mọi người. Còn măng thì bây giờ đi trễ quá. Lúc hái tượng trưng thôi nha, hái được bao nhiêu thôi. Bây giờ mình sẽ đi về mình phải về dài đọt nữa nha. Ốm quá mọi người. Đến cái đoạn suối này mọi người, Túc thấy có rất là nhiều lá ngải cứu nè. Bên đây thì lá gai nó mọc là một đống luôn nè. Không biết Việt Nam bán có đắt không mọi người. Chứ Nhật tôi thấy một đầy đặt đất luôn. Bây giờ có cái bảng này là có nghĩa là từ tháng 4 nè đến tháng 7. Chỗ này là câu cá. Người ta có một cá diêu mọi người. Phải vô đây câu thì phải mua vé nha. Tuy là cái đoạn sông này, có đoạn suối này là suối tự nhiên. Nhưng mà hàng năm á. Ui có một con. Con gì Túc quay mọi người xem. Nó bay. Đó. Con này chuyên gia ăn cá. Hàng năm người ta lọc nước nè, với lại ta bảo trì cái con suối này cho sạch đẹp á mọi người. Rồi có cá Ajiu là con cá đắt nhất, theo Túc biết là con cá đắt nhất ở Nhật Bản, cá suối đắt nhất nha. Thì hàng năm mình sẽ mua vé vào mình câu á mọi người. Vé thì một năm tầm 1,8 triệu. 6,8 triệu gì nè. Bây giờ Túc sẽ hái ngải cứu. Nè, mọc nè. Hái cái này. Hái lá ngải cứu về mình chiên trứng nữa nha. Măng thì mình luộc với lại muối chua. Luộc thì Túc sẽ luộc mình ăn với muối ớt nha mọi người. Ăn với cơm với lại ngải cứu mình chiên trứng.
đi mệt mệt gì ăn được món này là khỏe trong người ngay đó. Đây đây có cái lá này cứu, biết cây có măng không nữa đó. Ở dưới đó thì để người ta câu cá, nước cho mọi người thấy nó đen không, nó đen tức nghĩa là nó hơi sâu nha. Đến đây thì con lá nhãn cứu mình cứ hái thôi. Rồi trong đây cũng có tre nhỏ nhỏ nhưng mà trong đây thì măng nó mọc cao hết rồi. Thôi, từ trên cao này thì ông bà cô chú có thấy là chỗ này bầu trời thì xanh biếc, nước thì trong vắt nhưng mà hơi sâu nha. Phía bên đó thì có một cái đường cao tốc hơi ồn nha mọi người. Đây trên đường đi mình gặp một cây dâu tầm mini, người thấy không? Dâu tầm mini nó đỏ chót luôn. Ờ, đã chưa, trái xanh trái đỏ, lúc sẽ ăn thử cái đỏ đỏ nha. Ờ, quá đã luôn. Chua chua ngọt ngọt. Dâu tầm mini này thì chua chua mà ngọt ngọt nha mọi người, ngon lắm. Ui đớt ha. Chua chua ngọt ngọt, ăn ok nha. Đó, thấy đã chưa, trời ơi thấy ham luôn. Nhưng mà trái này mau rụng á. Theo chỗ này tôi thấy cái cây gì nó cũng lạ lạ, đẹp đẹp mọi người, nhìn nó non lắm luôn. Để tôi sẽ ngắt thử nha. Ô, cái mũ thì nó cam cam. Mình chắc tôi nghĩ ăn không được đâu, đẹp lắm cái cây đó. Ông bà cô chú biết cây gì không? Ô, nó dính mũ nè mọi người. À, trong đây chưa có hoa, mới có ăn được. Cái mùi nó hôi hôi, chắc ăn không được đâu. Mình Túc thì cũng hay ăn rau dại lắm, nhưng mà mấy cái loại này cũng sợ lắm. Bây giờ có thực mới giật được đạo. Thực thì nãy giờ Túc ăn cũng no no cái trái dâu tầm gần nha mọi người. Này nè, bây giờ hái thì cũng được bao nhiêu rồi. Đã chưa, đã chưa. Đang thui thùi lùi, về mình sẽ làm mứt dâu nha, mứt dâu tầm. Còn cái măng này á thì Túc hái về để tượng trưng thôi. Mình sẽ lột ra cái phần lõi đây, mình luộc, mình xào thử coi ăn coi ngon không nha. Ăn sống thì Túc thấy nó thôi, ăn thử nè. Măng này Túc hái hơi trễ rồi, ok. Ăn sống thì ok. Chỗ này non non. Thơm, có vị ngọt ngọt nhưng mà vị đắng thì nhiều hơn. Chắc có thể là luộc mình xào ăn thử nha mọi người. Còn măng kia thì chắc chắn là ngon rồi, tại vì mua mà. Thôi bây giờ mình sẽ về thôi, chế biến nha mọi người. Đây mọi người, đi tới đây thì Túc thấy cái chỗ này theo gừng nó cũng bới nè, bới banh đất ở chân. Phía trên này có cây dâu tầm nhưng mà còn non nha. Nhưng mà bây giờ trời cũng sắp mưa rồi. Ở ngoài trời thì chắc tí nữa chắc quay không được nữa. Bây giờ Túc sẽ tranh thủ làm mứt dâu tầm trước nha. Với lại mình sẽ chiên con cá này mình ăn cơm nha. Con cá Túc ướp hôm qua phơi khô nè. Giờ Túc sẽ chiên con cá với lại ốc này mình ăn cơm nha mọi người. Để ngày mai thì mình sẽ làm măng sau nha. Măng thì mất nhiều thời gian lắm, nên là Túc sẽ làm mứt dâu tầm trước. Để ngày mai nó sẽ lên men rồi mình sẽ sên lại, mình sẽ làm nó ngon hơn nha. Túc cũng học trên mạng thôi. Trước tiên thì đeo bao tay vô. Dâu tầm mùa này thì ra ngoài suối là có nha. Ốc này thì để bên đây nha. Ôi, mình sẽ ngâm tạm đó, mai nó lên men mình sẽ sên nha mọi người. Đường thì
khoảng 300 g. Sẽ cho một lớp dâu, một lớp đường nha. Ngày mai nó lên men là mình sẽ sên lại với sên trên lửa nha, cho nó sệt lại. Lớp đường, lớp dâu, biết mặt mình sao cài được không thôi. Có được được nha. Mai nó xuống. Cái này mình sẽ để ở ngoài nha, mai nó lên men thì mình sẽ sên nha. Đây là cây khổ qua nha mọi người. Khổ qua này thì người ta ghép hạt này, hạt bí nha, nó sẽ phát triển tốt lắm. Đây là cây đậu bắp nha, tôi sẽ trồng nha. Trồng xong rồi mình sẽ vô ăn cơm nha. Còn những cái món này thì để ngày mai tôi sẽ làm nha mọi người, tại vì bây giờ thì trễ rồi nha. Cây đậu bắp nha mọi người. Cuối cùng thì cũng trồng mấy cây đậu bắp xong nha mọi người, với lại cây khổ qua. Bây giờ Túc sẽ mang con cá khô này về chiên ăn cơm tối thôi. Rồi ngày mai Túc sẽ quay tiếp cái clip là hấp ốc nè, với lại làm những cái món từ măng nha mọi người. Cho mọi người xem nha. Ốc thì Túc mua ở trên mạng, mấy bạn là cũng làm nông nghiệp bắt á mọi người, rồi gửi cho Túc, Túc nhận vừa nhận được luôn nha. Ok, sẽ vào ăn cơm, ngày mai mình sẽ làm tiếp nha. Mời mọi người ăn cá cùng với Túc nha. Còn đây là rau xiến chi. Rau xiến chi này lần đầu tiên Túc ăn luôn á. Ăn đây salad với giá. Cá này thì phơi một nắng mọi người. Ngon chả. Cứng. Cá phơi một nắng. Lại Túc có ướp hành. Hành, tỏi, ớt nữa các kiểu. Túc chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Hôm nay thì sáng thì trời cũng có mây nha mọi người.
Nói chung là cũng không có nắng cho nên quay ở ngoài đây thì cũng khá là lý tưởng. Bây giờ thì Túc sẽ măng Túc sẽ luộc nha. Còn phần còn lại Túc sẽ ngâm chua với lại làm măng ngâm chua ớt. Buổi sáng thì Túc sẽ ăn miếng bánh mì nướng nha mọi người, với lại cà phê sữa. Lấy tinh thần làm nha. Hôm nay mình phải làm chế biến 12 ký măng này cho nó ngon nha mọi người. Bánh mì nướng bơ với lại đường, ăn sáng ăn nhẹ thôi nghe mọi người. Ở Việt Nam mình thì sáng là mua ổ bánh mì thịt ăn sướng sướng nha. Ở Nhật thì nướng bánh này ăn cũng thơm thơm giòn giòn, cũng ok lắm nha. Lúc có quét một tí bơ lên đây xong bằng nướng bằng cái bếp ga mọi người, có cái ngăn nướng, xong rồi mình sẽ gắt một tí đường lên. Buổi sáng lúc hay ăn sáng bằng cái này để đi làm á, chứ không như Việt Nam thì sáng này kêu tô hủ tiếu nè, bún riêu, cháo lòng. Còn bên Nhật thì buổi sáng đa số là mọi người hay tự làm đồ ăn sáng nha mọi người. Người Nhật cũng vậy luôn. Người Nhật có một số người thì đi cơm mini, đi cửa hàng tiện lợi á, mua cơm nắm nè ăn. Còn đa số là sẽ làm đồ ăn sáng ở nhà, ăn xong mình đi làm luôn. Trong sống kiểu này cũng khá là tiết kiệm, đồ ăn sáng tiết kiệm. Với lại Nhật không giống như Việt Nam mình có hàng quán nào giống Việt Nam nha. Chắc hàng quán tầm 10 giờ nó mới mở cửa. Nhưng mà đi làm thì khoảng 7 giờ, 8 giờ thì mình đi làm rồi. Cho nên là hay làm đồ ăn sáng ở nhà. Bây giờ trước tiên thì Túc sẽ bóc vỏ măng nha mọi người. Đây, măng này ở chỗ mọi người kêu là măng gì, chứ ở chỗ Túc miền Tây thì không thấy nha. Miền Tây Túc thì hay là có măng Mạnh Tông, măng Tàu á. Măng nó bự bự gì nè, nó đặc ruột màu xanh nha. Măng này thì lần đầu tiên Túc thấy. Rồi Túc sẽ lột nha mọi người. Lột sao ta? Lần đầu tiên làm luôn. Phải học thôi, học mới mốt về Việt Nam mình còn làm nữa. Ô, cũng đẹp nha. Cái phần non non này có ăn được không mọi người? Thấy mềm lắm nha, chắc Túc giữ lại để muối chua hay sao nha. Còn cái củ này mình sẽ sắt ra, mình sẽ luộc trước. Xong rồi sẽ phơi khô nha mọi người. Là một phần mình muối chua với lại muối ớt làm măng chua với lại măng ớt.
Cuối cùng cũng xong nha mọi người. Bây giờ cái vỏ này thì Túc sẽ gom lại, Túc phơi khô nha, để mà nhiều khi mình có nướng thịt nướng rồi đó, mình sẽ mồi lửa nha mọi người. Cái vỏ măng này nó cháy mạnh lắm đó. Đây, cuối cùng cũng xong nha mọi người. Bây giờ Túc sẽ gọt cái vỏ của măng nha. Rồi mình sẽ luộc, mình ăn một phần. Rồi một phần mình sẽ muối chua với lại ngâm măng ớt chua nha mọi người. Đây, quá sướng. Túc có chuẩn bị một nồi nước này để một miếng muối nha mọi người. Tí Túc sẽ luộc bằng cái nồi nước này. Xong rồi mình sẽ ăn chấm với lại muối. Muối Túc sẽ giả muối ớt nha. Ăn thử có ngon không nha. Trước tiên thì mình sẽ lột vỏ. Lột vỏ của cái măng ra. Bào cái vỏ xanh này mọi người. Bào cái vỏ xanh ra nha. Bào tạm lên đây. Bây giờ Túc sẽ luộc. Luộc trước nha. Túc luộc rồi rớt rớt. Chết rồi. Không sao. Nhiều quá. Rửa sơ rồi mình sẽ luộc nha mọi người. Túc sẽ chẻ một măng này cho nó nước nó đều ở trong nha. Ui, rất là giòn luôn. Mọi người có nghe thấy tiếng giòn giòn không?
vẽ cho nước nó thấm vào trong. Nãy quên trẻ. Ok. U giòn chưa? Cái này trẻ xong. Nhiều quá, đầy quá mọi người. Giòn quá, giòn đã. Rồi. Rồi, đợi mình phải nấu cho kỹ kỹ nha mọi người. Trong thời gian chờ đợi măng này nó chín đó, Túc sẽ sắc cái này ra để làm măng chua nha, măng muối chua. Sẽ cắt theo chiều dọc nha. Thử coi ok không nha. Tôi thấy những cái clip như Hoa Ban Food nè, rồi Sang Vlog. Làm Sang Vlog thì cũng làm những cái măng này nhiều, Túc học theo. Măng cũng đã chín nha mọi người. Bây giờ Túc có hai cái nồi. Đây một cái nồi, ở dưới đó một cái nồi nha. Bây giờ Túc sẽ khoe thành quả nha. Ở đây là đây là ốc nha. Ốc thì Túc mua ở trên mạng của mấy bạn làm nông nghiệp bán nha. Để hôm sau Túc sẽ đi bắt thử coi có không nha mọi người. Còn đây là cái nồi măng nha. Giờ Túc sẽ ăn măng chấm muối. Chấm muối tiêu chanh với lại ốc nha. Với lại cái gì? Cái trái dâu tằm hôm qua Túc ngâm á. Bây giờ thì nó cũng tan đường rồi, có thể pha nước uống được rồi. Còn mình để nào tầm 2 ngày nữa nó lên chua thì mình sẽ sên lại rồi mình để dành mình ăn nha mọi người. Trước tiên thì Túc phải sẽ pha nước với lại nước chấm trước nha. Là nước đá nè, chỉ cần chế nước vô thôi. Quá đã, quá đã. Đây. Túc sẽ pha nước trước nha mọi người. Tính đen. Đây. Túc phơi nắng từ trưa tới giờ, từ sáng tới giờ. Hôm qua tới giờ là nó tan rồi nha. Rồi, Túc sẽ pha nha. Có cái vòi này nhưng mà Túc không sử dụng, sợ đổ nó ra thì nó sẽ bấm nó thì nó sẽ dơ đây, những cái con côn trùng á nó sẽ bu vô. Thơm thơm thơm. Pha luôn nha mọi người. Mình sẽ cho một giá. Có ngon không? Chứ Túc thấy là chảy nước miếng rồi. Ok chưa? Mời mọi người một miếng trước nha. Cái dầu ngọt. Ngon quá. Rồi, để đây đi. Sẽ lấy ốc ra nha mọi người. Túc sẽ tiếp tục phơi nắng tới chiều nha. Rồi mình để ngày mai mình sẽ sên lại. Mình để trong tủ lạnh ăn dần nha mọi người. Để rảnh Túc sẽ hái thêm nữa nha. Là nước chấm. Nước chấm thì Túc dùng muối ớt nè, một tí tiêu, một tí đường, bột ngọt. Chanh thì mình dắt vô. Ngon chưa? Thấy chén muối này mình muốn ăn rồi, mà có măng chấm nữa. Lần đầu tiên dân miền Tây ăn măng kiểu này luôn nha mọi người. Túc cũng học cho trên mạng á. Mà thấy ăn người ta ăn cũng ngon lắm.
không đều ra. Lúc nó để tí đường nữa cho nó đỡ mặn, tại vì muối bên Nhật nó mặn lắm. Ok, sạch sạch nha. Mọi người có thấy rõ không? Mình ăn một ít rồi, còn một ít mình sẽ sắc ra mình phơi khô nha mọi người. Bà con, cô bác, anh chị em có biết cách nào hay hơn thì chỉ Túc với nha. Túc cũng học ở trên mạng thôi, không biết làm có thành công hay không. Wow. Ui nóng quá, nóng quá. Đây là cái nồi nồi măng măng chua Túc đã làm. Túc đã ngâm lại với nước muối xong rồi rửa sạch lại. Rồi sẽ ngâm lại với nước lạnh nha mọi người. Sắc cũng nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó. Măng chua nha. Mình sẽ để 2-3 ngày sau là nó sẽ chua thôi. Và mình để vào tủ lạnh nha mọi người. Đây tạm tạm đây. Tôi sẽ mang vào tôi cắt nha. Măng còn nóng lắm nha. Bây giờ tôi sẽ ăn ốc trước nha. Đây là cái chiếc nước chấm thần thánh. Để đây luôn nha. Ốc này thì tôi mua 650 yên 1 ký. Ôi nhưng mà sao nó nhỏ quá. Cái đầu nó nhỏ quá. Chắc là để người ta để hơi lâu nha. Lần sau Túc sẽ đi bắt thử. Mình tự tay bắt luôn nha. Thành công rồi. Đây. Mời ông bà cô chú một miếng ốc nha. Bỏ cái đít nó đi. Đây. Chấm một miếng ối muối. Ngon quá. Con ốc này nó có con ở trong đây. Nhìn con ốc siêu to khổng lồ chứ nè. Sao Túc sẽ làm một cái clip đi đi bắt ốc ở ngoài suối nha. Bắt cho mọi người xem. Ngon quá. Túc sẽ để cái ảnh gần gần một xíu. Biết mọi người có thấy rõ hay không nha. Không thấy rõ mọi người thông cảm cho Túc nha. Ốc siêu to khổng lồ. Nhưng mà nó đứt cái đầu rồi, chắc có lẽ là Túc hấp hơi lâu á mọi người. Làm một miếng nước dâu cái đã. Nó thơm lắm, ngọt nữa. Trong thời gian đợi măng chín, mình không nên để cái nước ốc nó dính vô măng nha mọi người. Sợ phơi khô thì nó sẽ hư á. Nên là Túc sẽ ăn miếng nào thì Túc sẽ gấp riêng miếng đó nha. Ngon quá. Ốc này ngon thiệt luôn. Ở miền Tây mình gọi ốc này là ốc đắng. Cái con bị dập dập. Ngon không? À, tại vì nó có trứng cho nên là nó hơi ốm nha mọi người. Có con trong đây nè. Ốc này đẻ con. Ốc này mình
mình sẽ ngâm nước muối với lại ớt cho nó nhả chất bẩn ra, rồi Túc sẽ hấp. Ăn rất là ok luôn. Có thể là mình đi bắt ốc sẽ ngon hơn nha mọi người. Bây giờ Túc sẽ làm một miếng măng cho bà con cô bác xem chọn một măng nào ngon nhất nha. Đây. Nóng quá, nóng quá. Vẫn còn nóng nha mọi người. Nè, khói bốc lên. Đó. Thơm đó, nó kiểu kiểu như mùi khoai lang. Mời ông bà cô bác một miếng măng với Túc nha. Măng chấm muối ớt. Đây. Chấm nhiều vô. Ngon ngon. Người ăn cái phần vỏ ở trên thì nó ngon lắm nha. Ngon quá. Măng này hầm dầu heo là đúng ngọt luôn. Nó không đắng một chút nào nha mọi người. Tại vì chút mỡ, chút chẻ ra làm đôi nè. Cái nước đây nè, nó sôi trong đây, nó ra cái chất đắng hết nha. Nước là mình sẽ bỏ. Ngon. Ở Nhật Bản bây giờ là cuối mùa măng rồi. Lúc mua cái đống này, với lại Túc có sắt làm măng chua ở trong nữa. Tí nữa Túc sẽ khoe cái nồi măng chua nha mọi người. Măng chua thì Túc sắt ra ngâm với nước muối, xong rồi mình sẽ rửa lại với nước sạch. Xong rồi sẽ bỏ vô một cái nồi hoặc cái keo. Đậy lại cho kín. Để cho tầm 2-3 ngày, 3-4 ngày gì đó là nó sẽ chua, sẽ ăn được nha. Mình canh đó. Mình canh nó tới khi nào mà nó chua á thì mình lấy mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh nha, là sẽ ăn được rất là lâu. Ngon quá. Thật sự một măng này rất là bự luôn. Túc ăn có khúc đầu muốn no rồi. Miếng nước cái nào người thấy trái dâu tầm nè. Sắp tới là đây cây cà chua bi nè, nó mọc lên. Đây cái bắp này. Cái bắp nó sắp có trái rồi phía sau mọi người đó. Có một cảnh đẹp cho mọi người xem rồi nha. Ở Nhật Bản có nhiều bạn thì thích đi Tokyo nè, đi Odaiba, những khu trò chơi, mà Túc thì thích nhưng đi quay những cái clip về cuộc sống ở nông thôn cho mọi người xem á. Còn lâu lâu Túc sẽ xen theo những cái clip đi du lịch gần gần ha cho mọi người coi nha. Mọi người nhớ ủng hộ Túc nha. Túc có nói là Túc sẽ so sánh cái măng le này với lại cái măng Túc mua này, cái loại nào ngon hơn. Thì bây giờ thì cách một đêm thì nó heo queo rồi. Heo queo nha mọi người. Để Túc sẽ bóc cái măng nào mập nhất nè. Nó heo queo rồi, ổn quá. Héo với lại nó ốm quá mọi người. Nè, nó còn xanh, nó xanh luôn rồi. Không được đâu, héo quá. Phải chi đầu mùa thì cái này nó còn ngắn ngắn tầm một gang á, thì có thể ăn rất là ngon nha. Nên là Túc sẽ không làm cái này nha mọi người. Phí quá. Chắc mình sẽ phải khô đây.
mình có nên là sắt trước rồi mới nấu hay là mình nấu rồi mới sắt mọi người? Chắc có lẽ là sắt trước rồi nấu thì nó dễ hơn, mình cũng sợ nó nát. Mọi người có biết cái cách nào mà nó chu toàn nó hay không? Chữ túc quá nha, chứ mua về bao nhiêu măng là tốn hết ta gần 500.000 mà làm nó không ngon thì nó phí quá. Lần sau Túc sẽ rút kinh nghiệm. Đây là thành quả sau một ngày của Túc, sau hai ngày chứ. Không biết bây giờ trời nó ui quá, không có nắng thì sợ phơi ngày mai không biết nó có hư hay không nữa. Chắc có lẽ là Túc sẽ phơi chừng vài tiếng để tới tối Túc sẽ mang vào tủ lạnh Túc cất nha. Rồi mình ngày mai mình phơi tiếp nha. Nếu hư thì uổng lắm. Bây giờ thì cuối clip thì Túc xin chúc ông bà, cô bác và anh chị em đã xem clip của Túc sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Túc sẽ làm, lần sau Túc sẽ làm cái clip là đi bắt ốc nha mọi người. Chúc mọi người sức khỏe nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.